Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay mình giới thiệu dòng chung kè neo đã có hàng anh em nhé. Đây là có 10 kiện và mỗi kiện là 10 chiếc là 100 cái. 100 cái tương đương với là 50 đôi. Anh em thấy đây. Mỗi một thùng nhá. Sẽ có 10 cái trong một thùng. 10 cái một thùng và đây là 100 cái là 50 đôi. Chung kè neo này thì đã quay cả clip trước đó rồi, anh em mình có thể biết đến là từ của nó là từ 12 và côn bên trong là côn 51 anh em nhé, côn 51 rất là gấu biển. Sản phẩm này là bên ngoài đã bọc thép rồi này, bọc sắt đấy, và 500 neo ở bên trong này, anh em mở bốn ốc ra là thấy nhé. Và giá thành bán cho một đôi là 1,2 triệu, bên mình bao ship tặng kèm thêm hai tụ 6.8 và tặng kèm thêm cả phễu, anh em mình có thể dùng con này để chợ nơi hoặc làm loa chung thông thường anh em, nói chung thông thường. Đang về số lượng ở đây là 50 cặp, anh em nào mà mua nhiều cặp thì liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất anh em nhé. Đang có 50 cặp, còn tất nhiên là bên mình lại hết thì lại kéo thêm được. Anh em nào lấy số lượng lớn thì có liên hệ trực tiếp. Và anh em mình nên lưu rằng cái phễu này này, nếu như anh em có phễu rồi thì cái họng kèn xoáy nó vừa luôn đây nhá. Từ chiếc điểm này, chỗ cao su đen này lên trên thì là nhôm, ở dưới này là sắt nhá. Thì điểm này này. Lên trên này là sắt nhá. Giá thành bán nhắc lại đây là 1,2 triệu một bộ, nó bao ship luôn cả kèn cả phễu và cả tụ mình tặng kèm theo. Anh em nào quan hệ tâm điện thoại trực tiếp cho bên mình qua số máy 0904 612323 và chào anh em nhé.